Khi nhìn lên bầu trời, bạn sẽ thấy những ngôi sao nằm ở khắp mọi nơi. Điều này tạo cảm giác dường như chúng ta là trung tâm của vũ trụ này. Trong những năm qua, các nhà khoa học luôn cho rằng vũ trụ được hình thành sau một sự kiện gọi là vụ nổ lớn, Big Bang. Theo thuyết này, vũ trụ trong quá khứ có kích thước rất nhỏ, nóng và chứa lượng vật chất dày đặc. Đến khoảng 13,8 tỷ năm trước, một vụ nổ xảy ra hình thành nên không gian, năng lượng và vật chất để tạo ra vũ trụ như hiện nay. Ngay sau vụ nổ chỉ vài phút, các hạt nguyên tử cơ bản của vũ trụ được hình thành. Các nhà thiên văn học đã phân tích bức xạ còn sót lại từ thời kỳ đầu của vũ trụ đến đo lường các nguyên tố nhẹ nhất. Tất cả chúng đều rất trùng khớp với dự đoán của thuyết Big Bang. Từ đó đến nay, mọi quan sát, nghiên cứu về vũ trụ đều dựa trên thuyết Big Bang. Nếu như vũ trụ thật sự khởi sinh từ một vụ nổ, thì nó phải có một tâm điểm cụ thể nằm ở nơi nào đó trong vũ trụ. Nhưng chính xác thì trung tâm của vũ trụ nằm ở đâu? Có thể trong thực tế, vũ trụ không có trung tâm. Kể từ khi vụ nổ lớn xảy ra vào 13,8 tỷ năm trước, vũ trụ đã không ngừng được mở rộng. Vụ nổ lớn không phải một vụ nổ như chúng ta thường thấy qua các vụ nổ siêu tân tinh và không được bùng phát ra từ một điểm ở trung tâm. Vũ trụ bắt đầu từ một trạng thái vô cùng đậm đặc và nhỏ bé, sau đó rất nhiều điểm trong vũ trụ cùng nhau bùng nổ và mở rộng với tốc độ như nhau, rồi tiếp tục cho đến tận ngày nay. Chính vì thế vũ trụ không có điểm xuất phát nào nhất định nên không có trung tâm cho vũ trụ. Để dễ hình dung hơn, hãy thử tưởng tượng. Có một con kiến trong không gian hai chiều đang bò trên một quả bóng hình cầu. Từ góc nhìn của con kiến, mọi nơi trên bề mặt đều giống nhau, không có trung tâm của quả bóng và cũng không có góc cạnh nào cả. Nếu ta thổi hơi, làm phình to quả bóng đó, con kiến sẽ thấy hai chiều không gian xung quanh nó mở rộng. Nếu ta vẽ các điểm chấm trên bề mặt, những điểm này sẽ dần cách xa nhau, cũng giống như những thiên hà ở xung quanh chúng ta dần dịch chuyển ra xa vậy. Đối với con kiến sống trong không gian hai chiều, một chiều thứ ba vuông góc với bề mặt quả bóng, rồi đi xuyên qua trung tâm quả bóng, sẽ không có ý nghĩa vật lý gì với nó cả. Theo nhà vật lý thiên văn Barbara Ryden tại Đại học Ohio cho biết, con kiến có thể đi tiến tới hay đi lùi, đi qua trái hay qua phải, nhưng nó sẽ không có khái niệm lên và xuống khi nó sống trong không gian hai chiều. Vũ trụ của chúng ta chính là phiên bản 3D của vũ trụ 2D đối với con kiến. Vũ trụ mà chúng ta đang nghiên cứu được bắt đầu từ vụ nổ lớn và đó là một giới hạn theo suy nghĩ của chúng ta. Nhưng có thể vũ trụ là vô hạn và chúng ta vẫn chưa biết được. Nếu trường hợp này là đúng, vũ trụ cũng giống như quả bóng được thổi căng mãi mãi. Các thiên hà cứ nằm cách xa nhau mãi, do đó vũ trụ vô hạn sẽ không có giới hạn và không có trung tâm. Vũ trụ này là phẳng hay cong sẽ phụ thuộc vào tổng khối lượng và năng lượng của cả vũ trụ. Nếu mật độ khối lượng và năng lượng của vũ trụ vừa đúng vào mật độ giới hạn, thì vũ trụ sẽ có dạng phẳng và mở rộng một cách đều đặn. Nhưng nếu mật độ này cao hơn mật độ giới hạn, thì vũ trụ sẽ có dạng cong như quả bóng. Tương tác hấp dẫn cộng thêm sẽ làm chậm sự giãn nở của vũ trụ, cuối cùng làm quá trình này dừng hoàn toàn. Cho đến nay, các ý tưởng và lý thuyết về tổng quan của vũ trụ vẫn vẽ ra một bức tranh về vũ trụ phẳng. Chẳng hạn như lý thuyết về bức xạ phong vi sóng nền vũ trụ là những tàn dư còn sót lại sau vụ nổ lớn. Nhưng điều này vẫn chưa được chắc chắn vì hiểu biết của các nhà khoa học về vũ trụ vẫn còn quá ít. Giống như việc khi bạn đứng trên bề mặt của trái đất, bạn sẽ thấy trái đất phẳng chứ không phải một khối cầu. Nói cho cùng, vũ trụ này không có trung tâm và không có góc cạnh, ủng hộ cho nguyên tắc rằng không nơi nào trong vũ trụ đặc biệt hơn nơi nào. Việc quan sát về sự dịch chuyển của các thiên hà cho ta thấy vũ trụ vẫn đang mở rộng không ngừng từ sau vụ nổ lớn. Trước vụ nổ Big Bang, vũ trụ trông ra sao? Vấn đề nằm ở thuyết vật lý chúng ta sử dụng để hiểu về vũ trụ sơ khai, sự kết hợp phức tạp của thuyết tương đối rộng và vật lý hạt năng lượng cao rồi cũng sẽ bị phá vỡ. Ngày càng đi sâu vào sự hình thành của vũ trụ, bài toán ngày càng khó trả lời. Điểm mấu chốt mà chúng ta chưa thể nghiên cứu sâu chính là sự tồn tại của điểm kỳ dị. Singularity là điểm có mật độ siêu dày đặc, nóng và đầy năng lượng lúc bắt đầu Big Bang. Điều này cho thấy có thời điểm vũ trụ chỉ nằm trong một hạt cực kỳ nhỏ và dày đặc. Rõ ràng đó là giả thuyết vô lý hoặc trình độ vật lý hiện nay chưa thể giải thích. Rất khó xác định chính xác điều gì xảy ra ngay sau Big Bang, khoảnh khắc những vật chất trong điểm kỳ dị đường ai nấy đi.
các nhà khoa học đã biết chính xác những gì xảy ra trong 10 mũ trừ 43 giây sau Big Bang, nhưng vẫn chưa thể kết luận điều gì xảy ra ở thời gian trước đó vì mọi thứ vẫn còn rất nóng. Điều đó đồng nghĩa chúng ta cần một mô hình vật lý mới, tập trung vào trọng lực và các lực khác, kết hợp chúng lại dưới mức năng lượng cực cao. Nếu tìm được chuỗi lý thuyết này, nó có thể giải thích về những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ. Theo nhà vật lý lý thuyết Sin Caron tại Viện Công nghệ California cho biết, vụ nổ Big Bang là một khoảnh khắc trong thời gian, không phải là một điểm trong không gian. Có thể là trước vụ nổ Big Bang, vũ trụ là một khối kéo dài vô tận của một vật chất cực nóng, dày đặc tồn tại ở trạng thái ổn định cho đến khi, vì một lý do nào đó, vụ nổ Big Bang xảy ra. Vũ trụ cực kỳ dày đặc này có thể đã bị chi phối bởi cơ học lượng tử và chịu tác động biến đổi vật lý có quy mô khủng khiếp. Và sau đó, vụ nổ Big Bang đã đại diện cho thời điểm mà tính chất vật lý cổ điển trong vũ trụ từng chiếm lĩnh bị chấm dứt, mở màn cho giai đoạn tiến hóa mới. Đối với Stephen Hawking, trước vụ nổ Big Bang, ông nói các sự kiện là không thể đo lường được và do đó không được xác định. Hawking gọi đây là giai đoạn không có ranh giới. Theo ông, thời gian và không gian là hữu hạn, nhưng chúng không có bất kỳ ranh giới hay điểm bắt đầu hoặc điểm kết thúc nào trước vụ nổ Big Bang. Một trong những khái niệm chuỗi lý thuyết đầu tiên nói về vũ trụ apeirotic, tiếng Hy Lạp của conflagration. Trong thuyết này, Big Bang xảy ra sau khi bị tác động bởi một sự kiện khác, nghĩa là Big Bang không phải khởi đầu của vũ trụ, mà chỉ là một phần của quá trình. Mở rộng lý thuyết về vũ trụ apeirotic lại dẫn đến một chuỗi lý thuyết khác, gọi là vũ trụ học tuần hoàn, cyclic cosmology, nghĩa là sự hình thành của vũ trụ là một vòng lặp với chu kỳ vô hạn. Sự vô hạn theo thời gian được tính bởi các điểm kỳ dị Big Bang tiếp theo. Theo nhà toán học kiêm vật lý học Roger Penrose từ trường Đại học Oxford cho biết, đã có nhiều hơn một vụ nổ Big Bang và trong tương lai sẽ còn có thêm nữa. Và những hố đen chính là thứ đang nắm giữ manh mối về sự tồn tại của các vũ trụ trước đó. Tuy nhiên, lý thuyết này cũng gây nhiều tranh cãi và giống với nhiều lý thuyết khác ở việc có thể nó sẽ chẳng bao giờ được chứng minh là đúng hay sai. Nhưng nếu quả thực vậy, thì vũ trụ mà chúng ta đang biết rồi sẽ một ngày đi tới hồi kết, thay vào đó là sự tái sinh của một vũ trụ mới. Trong lịch sử loài người, đã từng có rất nhiều giả thuyết lúc đầu người ta không chứng minh được. Phải hàng thế kỷ sau, khi điều kiện cho phép, lý thuyết lúc đầu bị coi là không tưởng đó mới được thừa nhận